Hello anh em, thì rất nhiều anh em đang gặp những cái tình trạng đó là chúng ta khi chúng ta nhắn tin với khách hàng, chúng ta tư vấn cho khách hàng thì chúng ta khó việc chốt đơn. Rất nhiều người hỏi nhưng mà chúng ta lại không chốt được đơn hàng, thì tại sao lại như vậy? Thì để biết được lý do tại sao và đưa ra được một cái kịch bản chốt đơn tốt nhất thì hôm nay mình xin chia sẻ trên cái phương diện là cái kinh nghiệm của mình thôi, đúng không nhỉ? Nó không có đúng mà nó không có sai, các bạn có thể thấy rằng nó đúng cũng có thể thấy rằng nó sai, không sao hết, nhưng mà mình chia sẻ cái kinh nghiệm và chia sẻ cái kịch bản chốt đơn của mình để hy vọng rằng các bạn có một gợi ý nào đấy để giúp cho bạn chốt đơn tốt hơn. Thì thứ nhất, các bạn cần phải biết những cái trước khi có một kịch bản chốt đơn, các bạn cần phải biết những cái hành vi mua hàng của khách hàng sau. Thứ nhất là anh em phải luôn luôn nhớ là khách hàng luôn có quyền nha, khách hàng luôn có quyền. Khách hàng luôn có quyền ở đây nghĩa là sao? Tức là khách hàng tự có thể đưa ra được cái lựa chọn chốt đơn của mình, lựa chọn mua hàng của mình. Khách hàng thích được mua hàng nhé. Khách hàng thích được ra quyết định mua hàng. Đấy. Cái điều này là điều vô cùng quan trọng. Khách hàng thích được ra quyết định mua hàng. Thì đa phần đối với khách hàng thích ra quyết định mua hàng này thì tất cả mọi người đều thích ra quyết định mua hàng hết, nhưng nó sẽ chia ra làm khoảng đâu đó khoảng ba cái kiểu người nhưng mà trên online thì mình sẽ nhận thấy rằng nó sẽ có hai kiểu mà thôi. Kiểu số 1 là tự quyết định nhá. Kiểu số 1 là tự quyết định mua. Thì tự quyết định mua này thì nó sẽ có hai hai người hai 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 kiểu người. Thứ nhất là mua rất nhanh. Đấy, mua rất nhanh. Anh em sẽ gặp rất nhiều trường hợp như vậy, họ nhắn tin phát, họ chốt luôn, thì chúng ta thấy rằng ô bán hàng cho những người như này rất là sướng đúng không ạ? Nhưng không phải đâu, chúng ta chưa bán được gì cho họ đâu mà họ tự mua thôi anh em ạ. Cái thứ hai nữa, trong cái người mà tự ra quyết định mua hàng này là mua rất lâu. Đấy, mua rất lâu. Thì điển hình ở đây là gì? Các bạn sẽ thấy rằng người này hỏi nắm thế, hỏi nhiều thế, hỏi hết từ ngày này qua tháng nọ mà không mua hàng đúng nhỉ? Hỏi gì hỏi nắm thế, có bao giờ các bạn gặp trường hợp như vậy không? Thì đấy là những người cũng rất thích tự ra quyết định mua hàng. Nhưng mà cái điểm khác nhau giữa hai cái kiểu người mua nhanh và mua lâu này là gì? Người mua nhanh họ ra quyết định rất là nhanh, còn người mua lâu họ cần rất rất nhiều thông tin. Vậy nên nhiệm vụ của các bạn khi gặp phải khách hàng cần nhiều thông tin như vậy là các bạn hãy gửi cho họ thật thật nhiều thông tin, bởi vì họ luôn luôn cảm thấy bị đói thông tin, cho nên là họ sẽ cần rất nhiều thông tin, kể cả những cái thông tin họ không yêu cầu các bạn cũng gửi cho họ, thì như vậy họ sẽ ra quyết định mua hàng. Và khi chúng ta đã biết như vậy rồi, biết họ là thuộc người mua lâu rồi, biết là họ cần nhiều thông tin như vậy rồi, thì chúng ta chỉ cần gửi thông tin và chờ họ là họ sẽ mua hàng của chúng ta. Còn đối với người mua nhanh thì các bạn cần chú ý rằng những người mua nhanh ấy họ chỉ cần một chút thông tin thôi và trả lời nhanh gọn súc tích vào đúng cái câu hỏi của họ là họ có thể mua hàng. Còn một cái đối tượng người nữa đó là người thích được gợi ý, thích được khen ngợi và gợi ý để mua hàng. Đấy. Những người này thì đặc điểm của những cái người này họ mua cũng rất là nhanh, anh em mình dùng nhỉ, họ cũng mua nhà hàng nhanh, nhưng họ cần được gợi ý, sorry anh em, họ cần được gợi ý, họ cần được khen ngợi để làm gì? Để họ có cảm xúc mua hàng. Thì những người này họ mua bằng cảm xúc. Đấy. Những người này họ mua bằng cảm xúc, và những người này mua bằng cảm xúc. Vậy nên là nếu như anh em không giữ được liên lạc tốt với họ thì rất dễ họ hoàn hàng của anh em. Anh em hiểu nhỉ? Bởi vì lúc đấy cảm xúc của họ lên, cao trào của họ lên thì họ mua hàng. Nhưng sau khi hàng đến nơi, cảm xúc nó hết rồi thì họ sẵn sàng bom hàng của anh em. Đó, thì đấy là cái hành vi mà anh em cần phải biết khi anh em lên một cái kịch bản chốt đơn. Một cái nữa đó là cái điều anh em sẽ cần phải rõ ràng đó là khách cái sản phẩm của anh em ấy là thuộc sản phẩm nhìn hay còn gọi khác là sản phẩm không cần suy nghĩ quá nhiều. Đấy. Hay là sản phẩm của anh em thuộc sản phẩm thông tin, tức là sản phẩm phải suy nghĩ nhiều. Đấy, phải suy nghĩ nhiều. Anh em đừng nhầm lẫn giữa sản phẩm không cần suy nghĩ với sản phẩm cần suy nghĩ, đó là về giá thành của sản phẩm. Anh em hình dung nhỉ? Anh em cứ nghĩ rằng những cái sản phẩm mà nó rẻ tiền thì chúng ta không cần phải suy nghĩ gì cả. Không, lâu. Có những cái sản phẩm giá rẻ nhưng mà họ vẫn cần phải suy nghĩ, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến con người, trực tiếp đến sức khỏe thì họ vẫn cần phải suy nghĩ em nhỉ. Thì anh em cần phải biết hai cái dạng này. Thì đối với những cái sản phẩm mà không cần suy nghĩ, mình lấy ví dụ như quần áo giày dép
những cái sản phẩm không cần suy nghĩ nha. Những sản phẩm hàng tiêu dùng thiết yếu hàng ngày họ không cần suy nghĩ quá nhiều, mà chúng ta sẽ họ đã biết được cái mặt bằng chung của cái giá rồi, thì khi chúng ta đưa được cái giá tốt và với những cái sản phẩm không cần suy nghĩ này thì kịch bản chốt đơn nó rất là đơn giản. Lúc này chúng ta sẽ đưa ra kịch bản, kịch bản chốt cho sản phẩm không cần suy nghĩ. Thì cái kịch bản chốt của cái không cần suy nghĩ đối với mình ấy, khi mà mình bán những cái mặt hàng như giày dép, như quần áo, thời trang, thì thứ nhất mình hỏi, ví dụ mình bán giày đi anh chị, cái câu đầu tiên em phải chú ý kịch bản chốt đơn này nó phải là bằng câu hỏi nhé, bằng câu hỏi, bằng câu hỏi. Thì mình sẽ hỏi là anh chị cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, mặc size gì, đi giày size gì, đi dép size gì, đúng không ạ, thích màu nào, đúng không ạ. Thì khi mà họ trả lời cho mình những cái câu hỏi, ví dụ nha, mình mới ví dụ một cái kịch bản chốt đơn cho bán giày đi, bán giày thể thao nhé. Thì đầu tiên mình sẽ hỏi cái câu số 1, mình hỏi là gì, anh chị đang đi giày size bao nhiêu đấy. Họ có hỏi giá hay không hỏi giá thì mình cũng không trả lời họ về giá, mình sẽ hỏi nhá, kể cả họ hỏi đôi này giá bao nhiêu, ok kệ họ, nhưng họ gửi cho mình một cái hình ảnh một đôi giày mà mình đang bán, họ hỏi đôi này giá bao nhiêu thì anh chị không được phép báo giá. Anh chị nhớ giúp mình cái kỹ thuật này, anh chị sẽ hỏi lại là anh chị đi giày size bao nhiêu, ví dụ họ trả lời đi giày size 42 chẳng hạn, mình sẽ hỏi tiếp cái thứ hai là anh chị đang ở đâu đấy, họ sẽ trả lời cho mình, ví dụ như ở Hải Dương chẳng hạn, nhớ Hải Dương, một địa chỉ nào đấy cụ thể ở Hải Dương. Tiếp theo này, và mình sẽ hỏi là anh chị thích màu đen hay trắng chẳng hạn, đấy đen hay trắng, hay anh chị đã chọn được màu nào chưa, tương đương với câu hỏi là anh chị đã chọn được màu nào chưa đấy, ví dụ như thế nhỉ. Thì đối với những cái sản phẩm mà không cần phải suy nghĩ nhiều nhưng mà mình vẫn cần phải là câu hỏi, ví dụ họ nói thì họ thích màu đen, ok, tiến đến câu số 4 này, câu số 4 là câu chốt đơn này. Ok anh chị, ok nhá, ok anh chị, thì đôi này có giá 299k miễn phí ship, ship về Hải Dương nhá, ship về Hải Dương là chiều mai anh chị nhận được. Đấy, từ Hà Nội mà gửi về Hải Dương là chiều mai nhận được mà, chiều mai anh chị nhận được rồi. Đấy, ví dụ như thế. Còn nếu như mình bán những cái đơn hàng xa hơn ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì cũng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng mai nhận được, còn ngoài khu thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ như Bình Dương thì cộng thêm một ngày, anh hình dung nhỉ, những cái thành phố lớn thì thông thường sẽ cộng thêm một ngày, còn những cái thành về tuyến huyện thì sẽ cộng thêm 2 ngày, ví dụ thế là thành 3 ngày, anh hình dung nhỉ. Đấy, chiều mai anh chị nhận được. Đấy, bên em còn size 42 nhá, phải tuyên bố là bên mình sẽ còn size 42, bên em còn, hoặc là bên shop cũng được, anh chị đi bên shop còn size 42 có màu đen đấy, anh chị ok đấy, anh chị này thì anh em phải chú ý rằng là con trai thì mình gọi là anh, con gái thì mình gọi là chị, hoặc các bạn có thể xưng là bạn nhé, cứ còn các bạn đừng đừng có chat là anh chị chung chung, bởi vì anh chị chung chung nó chỉ ở câu đầu tiên thôi, còn những câu sau chúng ta sẽ phải nói về đúng giới tính hoặc là gọi đúng tên của họ, ví dụ họ tên là Tùng thì gọi là Tùng đấy, anh Tùng hoặc là gì đấy, là chị Nga vân vân vân, chúng ta phải gọi đúng tên nhé. Anh chị đồng ý đấy, đồng ý ok, thì cho em xin thêm số điện thoại và xác nhận lại địa chỉ nhận hàng đấy. Bên em gửi đi hàng luôn, bên em lên đơn, các bạn chú ý nha, bên em lên đơn và gửi hàng luôn đấy, lên đơn và gửi hàng luôn. Chúng ta có thể chat thêm là những cái bảo hành đúng nhỉ, miễn phí ship đến nơi nhận hàng, kiểm tra hàng, đi thử không ưng trả lại không có tiền, ví dụ như vậy. Đấy là cái phần cam kết bảo hành của chúng ta, đấy là một cái kịch bản chốt đơn với những cái sản phẩm không cần suy nghĩ, em hiểu không nhỉ, không cần suy nghĩ. Còn đối với cái kịch bản chốt đơn mà cần suy nghĩ thì như thế nào, thì theo mình thấy rằng khi các bạn chốt đơn với những cái sản phẩm mà cần suy nghĩ, mình lấy ví dụ nha, những sản phẩm thực phẩm chức năng này, những phần sản phẩm giá trị cao này, thì các bạn sẽ cần phải hỏi các cái thông tin như vậy, nhưng
các bạn cái phần số 4 này, các bạn cần phải đổi trạng thái giao tiếp với khách hàng. Đổi là đổi như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ xin số điện thoại. Rồi, ok anh cho em xin số điện thoại nhé. Đối với kịch bản với sản phẩm là suy nghĩ nhá. Sản phẩm suy nghĩ. Đấy. Tức là các bạn sẽ cần phải xin số điện thoại. Đấy, anh cho em số điện thoại, em alo cho anh 3 phút tư vấn cho anh thêm về sản phẩm dịch vụ của bên em. Đấy. Kịch bản nó như thế. Và khi mà anh em xin số điện thoại rồi nhá, thì anh em đừng có việc là alo cho em hỏi đây có phải số điện thoại của anh Tùng không ạ? Không. Bỏ luôn. Em chào anh Tùng, em đang nói chuyện với anh ở trên fanpage của shop ABC gì đấy. Đấy, em gọi điện để tư vấn hỗ trợ anh về cái sản phẩm. Đấy, về cái sản phẩm, cái tên sản phẩm nhá mà anh đang quan tâm. Đấy, được không? Em hình dung nhỉ? Đấy, nói thẳng luôn, tức để làm gì? Để người ta biết được là đúng là người này đang giao tiếp, kể cả các bạn đang chat với người ta như vậy, các bạn xin được số, các bạn chuyển cho một bộ phận khác gọi là bộ phận sale, thì các bạn cũng cần phải nhắc sale như vậy. Kèm với đó là các bạn sẽ phải gửi cho họ những cái thông tin. Mình lấy ví dụ cũng là một sản phẩm đôi giày thể thao, nhưng nó không phải là giá 299 nữa, mà nó giá là 2 triệu 9 chẳng hạn. 2 triệu 9, 2 triệu 9, đúng không? Sản phẩm là 2 triệu 9 thì mình gọi điện như vậy cho họ. Đấy. Hàng này bên em là tư vấn là gì? Hàng chính hãng, có đủ giấy tờ, có cam kết bảo hành, có ABC, ABC, ok. Anh em hình dung chưa nhỉ? Đó, thì đấy là cái cách đơn giản để chúng ta có một cái kịch bản chốt đơn. Nhưng mà lưu ý với anh em rằng kịch bản nào thì kịch bản, khách hàng vẫn muốn thích được cái này, tự ra quyết định mua hàng. Anh em chỉ nên đặt câu hỏi gợi ý, đặt câu hỏi tìm ra nhu cầu của khách hàng và đặt câu hỏi để giúp cho khách hàng giải quyết vấn đề của họ, chứ không nên ép khách hàng, cũng như không nên khi họ không mua thì chúng ta xử lý từ chối bằng cách giảm giá, đúng nhỉ? Giảm giá thì cách xử lý từ chối nhỉ, bằng cách giảm giá cho khách hàng là một cách rất là ngu xuẩn. Anh em không được phép giảm giá sản phẩm mà anh em có thể tặng thêm quà, chứ không giảm giá sản phẩm cho khách hàng. Anh em hình dung nhỉ? Nếu như anh em bán giảm giá thì khách hàng sẽ quen với điều đấy và họ sẽ yêu cầu giảm giá mãi về sau. Anh em hình dung nhỉ? Cho nên khi anh em bán một sản phẩm, khách hàng từ chối thì anh em phải có kỹ thuật xử lý từ chối. Thì những video tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho anh em ba cái cách đơn giản để xử lý từ chối cho anh em một cách nhanh gọn lẹ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không bao giờ được phép giảm giá nhé, không bao giờ được phép bán giảm giá cho khách hàng. Mình thấy rằng rất nhiều các shop đang áp dụng là anh ơi hôm nay bên em đang chạy chương trình đạt doanh số KPI vân 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 vân, em là tư nhân viên tư vấn chốt sale, em đang có thiếu bao nhiêu đơn để em đạt KPI vân 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 ý, em giảm giá cho anh đơn hàng này, đơn hàng này. Không, không bao giờ anh em nên làm như vậy, bởi vì nếu như anh em làm như vậy, anh em sẽ thu hút toàn những đối tượng khách hàng muốn giảm giá về với của anh em. Thì anh em có thích điều đấy không ạ? Anh em bán hàng anh em có thích điều đấy không ạ? Không. Hãy thay vì việc giảm giá, hãy trao giá trị thật nhiều, hãy mang lại thật nhiều lợi ích cho khách hàng. Giá trị của anh em, giá sản phẩm của anh em sẽ được bán cao lên mà không cần giảm giá, mà khách hàng vẫn mua và mua mua rất là nhiều. Ok, hy vọng video này sẽ giúp cho anh em và có thêm được cái gợi ý cho anh em về việc là tạo ra một cái kịch bản chốt đơn của anh em. Nếu như thấy video này hay và có ích cho mình, hãy comment xuống bên dưới để mình tiếp tục ra những cái video chia sẻ có thể sâu hơn với những cái kịch bản về những cái sản phẩm dịch vụ, hoặc là anh em có thể comment cho anh em, comment cho mình cái sản phẩm dịch vụ của anh em đang bán bên dưới, thì mình sẽ cho anh em những kịch bản chốt đơn hay hơn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Bye bye.